chấm rồi, cái nước chấm hôm nay chấm ngon lắm, chấm ngon biến gì ăn thấy nó là sao? Nó cay nhưng mà nói sao anh thì nói không cay, em phải nói cay. Em xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, trời ơi này, em vừa đi chợ về mua một cái giò heo và em nhờ người ta cắt sẵn bằng máy rồi nha mọi người, để cho cái khúc giò heo nó đẹp nha. Với tại về nhà dao của em nó nhỏ quá không chặt được nè mọi người ơi. Nhìn cái giò heo nó bự sừ nư mà nó lạc không, nó ngon quá trời luôn. Bây giờ em sẽ bỏ vô em hầm canh kim chi nha mọi người. Em chuẩn bị nước sôi sẵn rồi nha, rồi em bỏ vô nha. Kim chi này mọi người ơi, em bỏ trong hũ để bỏ trong tủ lạnh ăn dần đó. Rồi em sẽ bỏ vô tầm khoảng nửa ký nha. À mọi người ơi, vậy là bây giờ em đã hầm xong rồi đấy. Bây giờ em chuẩn bị ăn cơm nhá, để cho các bé ăn, để các bé đi học nha mọi người. Trời, cái mùi của nó rất là hấp dẫn. Rồi thôi xuống ăn cơm nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mẹ con em ăn cơm nhá. Rồi chào. Này mẹ gắp này. Trời ơi mọi người ơi, cái giò mà bữa nay nó nạc quá trời, nó nạc luôn. Này ăn đi con, cái tại nó nóng. Miếng nhỏ thôi hả? Miếng neo nó cũng to ấy chứ. Đưa cái kéo đây mẹ, đây cái kéo này đây. Cái kim chi em đã nêm, mình đã làm rồi, nêm rồi, cho nên là lúc em nêm anh chỉ nêm có chút xíu muối, chút xíu bột ngọt ạ. Trời ơi mọi người ơi, rất là thơm ngon, quá thơm ngon luôn. Cái kim chi nó hầm 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 giò heo này ngon quá. Đây mẹ cắt đâu. Trời mọi người ơi, cái giò heo của này nó quá bự luôn, bự sừ nư luôn. Trượt nhừ hẳn đây này, ăn đi con, chấm muối ăn đi. Làm video ấy mọi người không đơn giản như mình nghĩ. Làm rồi noay hoay rồi chỉnh sửa cả buổi sáng. Đến lúc ngó đến đồng hồ thì trễ quá, đã 9 giờ rồi mới chạy đi ra chợ. Xong rồi là thấy giò heo ngon quá rồi mua giò heo về nấu kim chi. Rồi ăn đi con. Cái canh nha mọi người, cái kim chi em cho ít, em cho ít tương, em cho ít ớt, cho nên là khi mình nấu á nó vàng như thế này mọi người, đẹp quá trời luôn. Canh nóng lắm đấy nha, từ từ nguội đừng ăn nha.
Như ăn thêm kim chi không? Bên này mẹ gắm cho. Cái thịt giò heo nó thơm quá trời thơm mọi người ạ. Cái nước chấm này em mới học trên mạng nha. Muối, bột ngọt, ớt, sữa đặc, chanh nha mọi người. Rất là hấp dẫn luôn. Mẹ ơi, mẹ đang ăn cơm nè. Ờ. Ừ, chờ xíu. Có hai bạn nhỏ nữa mà nhìn vất vả. Cứ canh gọi mẹ hoài thôi. Cho mọi người ơi, cái nước chấm này chấm ngon lắm. Chấm ngon không biết. Gì? Ăn thấy nó là sao? Nhưng mà nói sao? Anh thì nói không cay, em phải nói cay. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt của cái giò, nước giò heo, cái kim chi nó thơm lắm. Ăn ngon. Ăn lên con miệng các thịt đấy cho. Ăn lên. Hôm nay hai đứa đi thi, cố gắng làm bài tốt nha. Hôm nay hai bé đi thi giữa kỳ 2 mọi người. Ở đây miền Tây học hơi trễ, ở ngoài miền Bắc thì thi hết kỳ 2 chuẩn bị được nghỉ hè rồi. Còn ở trong đây thì bữa nay mới thi giữa kỳ 2 thì chắc phải tháng 7 mới được nghỉ hè mọi người. Bù bằng những ngày dịch á. Hôm nay hai đứa đều thi cả tiếng Việt đúng không? Bình ăn nữa con. Ăn thịt không? Nó ít vậy? No chưa? Ăn canh đi nha con. Canh. Cô nói là khi điểm nước trung bình là 5 trở lên. 5 trở xuống là không được. Ở lại còn gì nhỉ? Anh hai này mọi người là năm nay là chuẩn chuyển cấp á, lên cấp 2 á.
ngon không? Thêm rau nữa không? Ngoài rau ạ, kim chi chín này. Cái này là kim chi đúng không ạ? Ăn nãy giờ không biết kim chi ạ. Chắc là nóng. Cửa trong này thì mà mang cả sách vở đi luôn hả? Đấy hả? Tí sau học hả? Đúng. Ví dụ hôm nay thi tiếng gì xong rồi làm bài xong đó mẹ. Rồi là học. Chôm chôm à, ăn đi con. Ăn chôm chôm đi. Cơm mà mình biết không thế này. Không cạnh nữa hả? Canh đi con. Sợ con gái mà làm biếng ăn canh vậy. Ngon lắm rồi. Mẹ con em cũng ăn cơm xong rồi đấy. Mọi người xem thấy hay thì cho em xin nút đăng ký kênh để ủng hộ em Vân Sumo với Mốc Lốc nha mọi người. Em xin chào mọi người.